lại cái cơ cấu của đây là em biết là mỗi một cái mục lớn như này nó có ba mục nhỏ như vậy. Phần một là mã triết học và vấn đề cơ bản của triết học, phần một nhỏ là khái lược của triết học, khái lược của triết học. Thì các em sẽ có bốn nội dung ấy, nhỏ là nguồn gốc, khái niệm, đối tượng và chức năng. Nguồn gốc, khái niệm, đối tượng và chức năng của triết học gọi là gì? À, của triết học. Nguồn gốc là đi tìm hiểu xem là nó ra đời từ cái điều kiện nào, nguyên nhân nào, ở thời gian nào, ở đâu. Đấy là những cái mà nó sẽ nói đây là nguồn gốc ra đời. Và đó cũng là cái nội dung mà các em sẽ cần phải lưu ý khi tìm hiểu về phần nguồn gốc ra đời, đúng không ạ? Xem nó ra đời ở đâu, thời gian nào, tại sao lại ra đời, điều kiện nào thúc đẩy cho nó ra đời. Rồi, phần B á, là khái niệm triết học. Đương nhiên sẽ trả lời triết học là gì. Và C là đối tượng của triết học trong lịch sử á, có nghĩa là tìm hiểu là triết học nghiên cứu vấn đề gì. Và cái luận điểm thứ tư đấy, triết học hạt nhân lý luận theo cái quan, thì thực chất của luận điểm này ấy, nói lên là đây chính là cái vai trò quan trọng nhất của triết học, là nó mang cái tư cách là thực hiện cái chức năng thế giới quan. Thì có bốn cái nội dung trong phần khái lược triết học. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào là lần từng nội dung một ha. Nội dung thứ nhất, nguồn gốc của triết học. Đây ra đời ở đâu thì nó ra đời ở phương Đông và phương Tây ấy, gần như một thời gian. Còn đi cùng một cái thời gian ấy, đó là vào khoảng từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 6 trước công nguyên. Ở những cái ngôi văn minh đầu tiên của loài người như là Trung Hoa cổ đại, Ấn Độ cổ đại, Hy Lạp, La Mã cổ đại. Và những cái tư tưởng thời cổ đại này ấy, thì có nhiều những cái tư tưởng rất là xuất sắc mà nó còn ảnh hưởng đến tận ngày nay. Ví dụ như là những cái tư tưởng ấy của Khổng Tử chẳng hạn, Hàn Phi Tử, Khổng Tử ở Trung Hoa cổ đại, hay là triết lý của Phật giáo, hay là Kitô giáo. Hiện nay các em thấy đây đều là một trong 10 những cái tôn giáo lớn nhất ở trên thế giới. Hay là cái nền triết học Hy Lạp cổ đại ấy, thì đã tạo ra được, đã manh nha được cái, rất là nhiều những cái vấn đề mà ngay cả triết học hiện đại, triết học hiện đại ngày nay cũng quy vào những cái vấn đề đó. Nên là cái triết học khi mới ra đời ấy, nó có một cái quá trình phát triển rất là rực rỡ. Triết học ra đời ở phương Đông và phương Tây là những thời gian. Như vậy nếu mà những thời gian này thì đương nhiên các em sẽ tính được là cái tuổi đời của triết học bao nhiêu tuổi rồi. Tuổi này là tiếng Phật này đây, bốn con số đúng không? Vì sao con nói là bốn con số? Nghĩa là nó gần đến gần 3.000 năm rồi. Rồi của chúng ta là 2 con số thôi. Như vậy thì nó đã có một cái lịch sử gần 3.000 năm nay. Và từ lúc ra đời cho đến nay ấy, thì có rất nhiều nhà triết học, nhiều các cái trường phái triết học khác nhau. Qua mỗi một thời kỳ lịch sử ấy, thì lại xuất hiện những cái trường phái triết học và những cái nhiều nhà triết học. Rồi triết học ra đời ấy, với hai cái động lực, với hai cái nguồn gốc chủ yếu ấy, là nguồn gốc về mặt nhận thức, tức là cái trình độ nhận thức của con người, và cái thứ hai là những cái điều kiện xã hội, người ta gọi là nguồn gốc xã hội.
về mặt nhận thức. Về mặt nhận thức thì triết học ra đời á, có nghĩa là triết học ra đời khi mà cái trình độ nhận thức của con người ấy đã phát triển cao hơn những cái tư duy huyền thoại và tư duy tín ngưỡng nguyên thủy. Như vậy thì nhận thức là một cái tất yếu khách quan ấy, mà con người phải làm cái nhu cầu tất yếu khách quan trong đời sống của con người. Mình muốn có cái nhu cầu để giải thích mọi hiện tượng xung quanh mình, để làm việc cho nó thuận lợi hoặc là để hiểu về mọi thứ xung quanh mình. Ngay như những người bạn xung quanh mình đó, mình cũng có cái nhu cầu nhận thức họ xem là họ như thế nào, đúng không? Ví dụ như mình có nhu cầu nhận thức là đất nước hay là con người Trung Quốc ấy, có đặc điểm gì, đúng không? Nó tính cách như thế nào để mình ứng xử cho nó phù hợp? Hay là nhận thức về những cái hiện tượng tự nhiên xung quanh mình? Sau gần đây thì có nhiều bão lũ lụt hạn hán như vậy. Những cái vấn đề về môi trường như vậy, đúng không ạ? Thì con người luôn có nhu cầu nhận thức về mọi thứ xung quanh mình để lý giải nó. Nhưng mà cái tư duy đầu tiên của con người ấy, để mà giải thích về thế giới xung quanh mình đó là gọi là tư duy huyền thoại với lại tín ngưỡng nguyên thủy. Tức là con người giải tư duy huyền thoại ấy, các bạn biết rồi, nó được thể hiện qua những cái câu chuyện thần thoại hoặc là truyền thuyết. Như vậy thì nó dựa trên chủ yếu là cái trí tưởng tượng con người về để con người giải thích. Ví dụ như ở Việt Nam, để giải thích về nguồn gốc người Việt Nam thì có cái truyền thuyết là con rồng tổ tiên. Đó là tư duy huyền thoại. Còn các cái tín ngưỡng nguyên thủy á, những cái tín ngưỡng nguyên thủy đầu tiên á của con người đó là những hình thức là tô kem giáo, bái vật giáo với lại sa man giáo. Tô kem giáo là những cái tộc người nguyên thủy, người ta thờ một cái con vật thiêng mà người ta nghĩ rằng đấy là nguồn gốc của dân tộc mình, của tộc người mình. Còn bái vật giáo là những cái tộc người, người ta thờ những cái đồ vật mà cho rằng cái đồ vật này là quan trọng với cái sự sống của họ. Ví dụ như là họ trồng được nhiều khoai sắn chẳng hạn, thì nhờ khoai sắn như vậy nên làm cho cuộc sống của họ sung túc, thì họ cũng thờ thần khoai, đúng không ạ, thần sắn, thậm chí là thờ gốc đá, gốc cây, hay là rồi. Còn sa man giáo là những cái hình thức mà thường xuất hiện những cái thầy phù thủy hoặc là những cái người lên đồng ấy, và làm các cái động tác nhảy múa, đúng không ạ, hay là cúng tế, giống như là cái người đó làm môi giới giữa thần đến với lại người đó, thật ra cho thật nhập vào mình, đúng không ạ, để mà truyền lại những cái lời, cái ý của thần linh. Thì đấy người ta gọi là cúng sa man giáo. Ở Việt Nam hiện nay lên đồng còn không đấy, nên là nó tồn tại vào những thủy cho đến nay luôn, đúng chưa? Thế thì á, như vậy cái chiến thế đầu tiên á mà con người giải thích về thế giới xung quanh người đó là những cái tư duy huyền thoại hay là tôn giáo nguyên thủy. Thì tư duy huyền thoại thì nó là các bạn thấy là dựa trên cái tưởng tượng, trí tưởng tượng gốc của các sự vật xung quanh mình, mình tưởng tượng ra một cái vị thần nào đó. Còn tôn giáo thì ba phần nó xuất hiện là trên cái vấn đề là cái niềm tin vào thần linh, niềm tin tuyệt đối vào một cái thần linh, cái lực lượng siêu nhiên đó. Còn triết học á thì nó xuất hiện khi mà trình độ nhận thức con người đã có được số những cái tri thức nhất định về thế giới xung quanh mình, và bây giờ mình có nhu cầu khái quát nó lên ở một cái trình độ cao hơn, có tính khai phá
và các nước tư bản chủ nghĩa thì nó đã ra đời và nó đã thực sự ra đời, tồn tại và phát triển ấy. Là từ thế kỷ 17 cho đến nào, cuối thế kỷ 17 rồi. Thế thì tại sao nó chiến học lại ra đời trong cái chế độ chính hữu nô lệ mà không ra đời trong cái chế độ cộng sản nguyên thủy? Tại vì cái chế độ cộng sản nguyên thủy thì cái trình độ phát triển của xã hội nó thấp trên mọi phương diện, cả trong sản xuất và cả trong đời sống tinh thần thì nó đều còn đơn giản kém phát triển, nên là triết học chưa thể ra đời trong cái xã hội thứ nhất này được. Xã hội triết học ra đời trong cái xã hội thứ hai là chế độ chính hữu nô lệ. Lúc này với cái việc ấy, chuyển từ những cái công cụ lao động bằng đồ đồng sang những cái công cụ lao động bằng, xin lỗi, chuyển những công cụ đồ đá thô sơ sang đồ đồng thủ công thì nó làm cho năng suất lao động cao hơn, có của cải dư thừa. Và trong xã hội ấy, đã xuất hiện cái bộ phận gọi là lao động trí óc tách ra khỏi lao động chân tay. Nên cái sự phân công lao động ở đây thì các em chú ý đến gì ạ? Phân công giữa lao động trí óc và lao động chân tay. Nên xuất hiện một cái bộ phận mà người ta có điều kiện để đi đây đi đó, để tìm hiểu về mọi thứ xung quanh mình, giải thích nó tại sao này, tại sao kia. Nên là từ đó thì anh chính học nó được ra đây, gắn liền với hoạt động của các bộ phận lao động này. Với lại xã hội chế độ chính hữu nô lệ thì có sự phân chia đối kháng giai cấp. Hai cái giai cấp đối kháng ấy, chủ yếu nhất trong xã hội chiếm hữu nô lệ là giai cấp nào? Thứ hai là về cái triết học là gì thì các bạn lưu ý cùng
cái thuật ngữ triết gia, tức là nhà triết học ấy, thì lần đầu tiên được xuất hiện trong triết học của ông Heraclit. Cái ông mà đã nói một cái câu rất là nổi tiếng, mà nếu mà cứ dạy cái môn triết là hầu như ai cũng phải nói những cái câu này hết đấy, nó dễ hiểu, đúng chưa? Để diễn đạt được cái sự biến đổi, cái thay đổi của vạn vật, thì ông dùng cái hình ảnh nào để nói rằng là cái mọi thứ trên cuộc đời này nó luôn thay đổi, luôn biến đổi, nó không phải là còn y như cũ nữa. Đoán ra được câu nào đúng không? Không có ai hay là chắc là ai mà hay đi tắm sông thì chắc là ấn tượng với câu này. Đây các bạn có bạn nào đi tắm sông không? Tiếp
về khái niệm triết học thì các em chú ý của cô là robot thông minh mà đại diện cho cuộc cách mạng 4.0 chứ đừng mong danh lá.
kem mix 1.0 là cái gì không? Có người nói 1.0 là bình ga tự động. Bình ga kim loại. Đúng rồi, 1.0 phải là động cơ máy hơi nước. Đem cái 1.0 này nó phải là cái gì đấy? 18 phải là cái gì thôi thì đâu không biết tên rồi. Là cái nước mà thành công đầu tiên trong cái cuộc cách mạng 1.0 này chính là nước ấy. Tức là trong ngành nghề đúng không ạ? Còn 2.0 là xe máy và MV. Là những cái máy móc chạy bằng điện, xăng dầu. Còn 3.0 là công nghệ thông tin, internet. 4.0 là trí tuệ nhân tạo. Internet kết nối vạn vật. Lưu thông của đồng tiền.
nhưng mà cái quy luật này gọi là quy luật riêng, tại vì nó diễn ra trong cái phạm vi là nền kinh tế. Chứ ví dụ như kinh tế tự cung tự cấp thì nó đâu có buôn bán trao đổi hàng hóa đâu mà nó cũng có cái cạnh tranh gì. Nên là nó được gọi là những quy luật riêng. Hai các em cũng học sinh học rất giỏi đúng không? Các biết quy luật đồng hóa, tiến hóa. Thì quy luật này nó chỉ trong cái phạm vi đó là các sự vật có thể sống thôi. Nhưng quy luật của triết học á, thì nó được gọi là những quy luật chung nhất. Nên triết học bao giờ cũng nghiên cứu thế giới trong cái tính chỉnh thể toàn diện nhất để tìm ra quy luật chung nhất. Ví dụ như cũng nghiên cứu về quy luật xã hội, nhưng mà triết học sẽ tìm hiểu cái sự vận động của xã hội một cách khái quát nhất chung nhất để tìm ra là cái tìm ra để trả lời cho những cái câu hỏi có tính khái quát nhất như là cái xã hội, cái lịch sử con người có thể vận động được qua các cái chế độ xã hội thì cho ra một cái quy luật nào, do quy luật nào, do yếu tố nào. Thank you.
phát triển